Chào mừng quý vị các bạn tiếp tục đến với giải bóng đá Nhi Đồng trên cúp truyền hình Sóc Trăng lần thứ 6 năm 2024. Chúng ta vừa được chứng kiến một trận đấu rất hấp dẫn và kịch tính nằm trong khuôn khổ vòng 1/8. Đó là trận đấu giữa Trần Đề 2 và Mỹ Xuyên 2 vừa kết thúc cách đây ít phút với trận hòa 1-1 và cả hai đã bước vào những lượt đấu luân lưu. Và chiếc vé đi tiếp đã thuộc về các thủ Trần Đề 2. Và tiếp tục trận đấu sáng nay thì Châu Thành 2 sẽ gặp Ngã 5-1. Và đây sẽ là thông tin đội hình ra sân của cả hai đội. Xuất phát cho Châu Thành 2 ở trận đấu này gồm có thủ môn áo số 1 Sơn Cao Kỳ, số 2 đội trưởng Hoàng Thiên, số 4 Quốc Bảo, số 7 Lê Quốc Kỳ và số 9 là Thạch Thái Tú, huấn luyện viên là ông Trương Minh Tân. Trong khi đó thì những cầu thủ sẽ xuất phát cho Ngã 5-1 ở trận đấu này gồm có thủ môn áo số 1 Hoàng Gia, các cầu thủ số 3 đội trưởng Hải Đăng, số 4 Minh Đạt, số 6 Minh Phát và số 7 là Thiên Phúc, huấn luyện viên là ông Châu Quốc Bảo. Đây là trận đấu thứ 6 nằm trong vòng 16 đội giai đoạn 2 của mùa giải năm nay. 5 chiếc vé đi tiếp đã được xác định. Chiếc vé đầu tiên là thành phố Sóc Trăng 1, chiếc vé thứ hai là Vĩnh Châu 1, Long Phú 1, Trần Đề 2 và Thạnh Trị 2. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Ở trận đấu này thì các cầu thủ Châu Thành 2 sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta trong trang phục áo vàng vương quang. Và trong khi đó thì hướng ngược lại đó là Ngã 5-1 trong trang phục áo đỏ, quân đỏ và sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Đây sẽ là tình huống đá phạt góc của các thủ Ngã 5. Thời tiết rất mát mẻ và đang ủng hộ cho những trận đấu của chúng ta mùa giải năm nay. Trước đó là một trận đấu cống hiến rất nhiều những tình huống tấn công của cả Trần Đề 2 và Mỹ Xuyên 2. Tuy nhiên thì trận đấu chỉ được định đoạt bởi 8 loạt sút luân lưu. Và các thủ Trần Đề 2 đã giành chiến thắng trước Mỹ Xuyên 2 với tỷ số là 3-2. Chơi thấp nhất trong hàng phòng ngự của các thủ Châu Thành 2 ở trận đấu này đó là Sơn Hoàng Thuyên, đội trưởng. Và trong khi đó thì Quốc Bảo sẽ là cầu thủ chơi ở hành lang cánh phải của các thủ Châu Thành. Hành lang cánh trái thuộc về Lê Quốc Kỳ và pivot là Thạch Thái Tú. Cơ hội rất nguy hiểm và một bóng không thực sự tốt của thủ thành Cao Kỳ. Và pivot của Ngã 5-1 ở trận đấu này đó là Thiên Phúc. Cơ hội cho các cầu thủ vàng. Dứt điểm. Cú đá đầu tiên của trận đấu thuộc về các cầu thủ Châu Thành 2. Đó là cú đá của Thái Tú. Cơ hội. Đó là câu trả lời của Ngã 5. Trận đấu đã nóng lên ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 1. Người bỏ lỡ cho các cầu thủ Châu Thành 2 đó là Thạch Thái Tú. Trong khi đó cú đá vừa rồi của các cầu thủ áo đỏ thuộc về pivot Thiên Phúc. Và nó đã mang về một quả đá phạt góc rất nguy hiểm. Lại là tình huống bắt bóng không tốt nữa của thủ thành Cao Kỳ. Và nó khiến cho Châu Thành 2 đã bị thủng lưới. Tỷ số bất ngờ đã được mở cho Ngã 5-1. Nếu như đó là một tình huống đấm bóng thì nhiều khả năng sẽ không có bàn thắng. Tuy nhiên thời gian vẫn còn rất dài. Không sao cả. Hiệp 1 chỉ mới bước qua phút thi đấu thứ tư mà thôi. Chúng ta cùng xem lại tình huống bắt bóng không dính của thủ thành Cao Kỳ. Khiến cho các thủ áo vàng phải nhận bàn thua rất đáng tiếc. Tỷ số đã được mở.
nó thuộc về các cầu thủ áo đỏ. Ngã 5-1 rất nguy hiểm. Pha bật cào đánh đầu là của Bivo Thái Tú. Châu Thành 2 kết thúc vị trí đầu bảng D. Một chiến thắng và một trận hòa, có được 4 điểm ở bảng D. Trong khi đó thì các cầu thủ Ngã 5-1 xếp ở thứ nhì của bảng C với 3 điểm. Chiến thắng trước thành phố Sóc Trăng 2 giúp cho Ngã 5-1 có được tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên đó là những trận đấu ở vòng bảng, những trận đấu với nhiều thử nghiệm. Còn đây là trận đấu nằm trong khuôn khổ vòng 1-8, trận đấu loại trực tiếp, nên các cầu thủ sẽ thi đấu cống hiến hết mình. Quả tạt rất nguy hiểm. Và bật nhảy là của Quốc Kỳ. Lần này thì thủ môn Cao Kỳ đã chuẩn xác. Minh Đạt. Đây là Minh Phát. Một cơ hội nữa cho các thủ áo đỏ. Một tình huống chơi tốt của đội trưởng Sơn Hoàng Thiên. Cú đá rất nguy hiểm. Pha xây sở và dứt điểm rất nhanh của Bivo Thái Tú. Quốc Bảo. Đừng pha phối hợp 1-2 rất nhanh của các thủ áo vàng. Cú đá cuối cùng vẫn thuộc về cầu thủ áo số 9. Đây là Minh Đạt. Hoàng Thiên. Đây là đội trưởng của các thủ Châu Thành 2 với một tình huống chơi lăn xả để cứu thua cho các cầu thủ vàng. Tuy nhiên đây là cơ hội cho Ngã 5. Và chắc chắn rất kinh nghiệm của đội trưởng Sơn Hoàng Thiên. Bị vô thiên phúc của Ngã 5-1 có thể rất tốt. Cơ hội cho các thủ vàng, cơ hội. Pha xử lý rất đẳng cấp của Bị vô Thạch Thái Tú. Đây là bàn thắng thứ tư của Bivo Thái Tú ở mùa giải năm nay. Một tình huống kéo gầm để loại bỏ phi sô cuối cùng của Ngã 5-1. Trước khi tung ra cú dứt điểm không thể cản phá. Và mang về bàn gỡ cho các cầu thủ Châu Thành 2. Trận đấu rất hay ở những phút đầu tiên của hiệp 1. Cả hai đều đã có được bàn thắng. Sẽ là một quả tạt cho các cầu thủ Ngã 5-1. Chúng ta cùng xem lại. Và kéo gầm rất khéo. Đó là đặc sản của Busan. Và nó được Bivo Thạch Thái Tú thể hiện rất gọn gàng. Kỹ thuật cá nhân rất tốt của Bivo mặc áo số 9. Trong khi đó thì Thiên Phúc của Ngã 5-1 cũng đang chơi hay. Trước đó là một cơ hội đối mặt. Nhưng với sự lăn xả của phi sô đội trưởng Hoàng Thiên, nó đã tác động và không thể khiến cho Thiên Phúc có thể tung ra cú dứt điểm. Minh Phát. Và phối hợp 1-2. Đây là tình huống Thạch Thái Tú. Vẫn là những tình huống kéo gầm. Những tình huống đi bóng sở trường của cầu thủ áo số 9.
Cơ hội đường chuyền hướng đến vị trí của Thạch Thái Tú. Dù để cho các thủ Nga Nam 1 có bàn thắng vượt lên dẫn trước, nhưng các thủ Châu Thành 2 vẫn chơi đầy bản lĩnh và cũng đã có được bàn gỡ. Trả biên cho các cầu thủ ngã 5-1. Quả tạt rất khó chịu. Thiên Phúc cú đá từ rất xa của cầu thủ số 7. Sau khi Hữu Thịnh vào sân thì vị trí pivot đã được nhường lại cho cầu thủ số 5. Và giờ đây thì Thiên Phúc đang kéo về vị trí khu vực giữa sân để hỗ trợ cho pivot Hữu Thịnh. Minh Phát có một quả đá phạt góc nữa cho các cầu thủ áo đỏ. Người thực hiện đó là Hữu Thịnh. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, đó là cú đá của Trần Lê Thiên Phúc. Cầu thủ có thể dứt điểm bằng cả hai chân. Tình huống cắt bóng rất chuẩn xác của Sơn Hoàng Thiên. Dù có thể hình không tốt nhưng Sơn Hoàng Thiên vẫn luôn chọn vị trí đứng rất hay. Tiếp tục là một quả tạt nữa của Minh Phát. Những quả treo bóng của các thủ ngang năm đều hướng đến vị trí của Thiên Phúc. Cầu thủ có chiều cao rất tốt. Lại là tình huống cắt bóng tốt nữa của đội trưởng Hoàng Thiên. Ở bên cho các thủ vàng. Người thực hiện đó là Lê Quốc Kỳ. Quả treo bóng. Cơ hội lại tìm đến Thạch Thái Tú. Nhưng lần này thì cầu thủ áo số 9 đã không thể chạm bóng thành công. Quốc Bảo, đây là Thái Tú. Lần này thì Thái Tú không thể đánh bại được thủ môn Nguyễn Hoàng Gia. Một cú ra chân rất nhanh. Một nhịp giữ bóng ngay lập tức là cú dứt điểm. Và nó khiến cho thủ thành Hoàng Gia gặp một chút rắc rối, sự bất ngờ. Minh Phát cú dứt điểm rất nguy hiểm. Pha cản phá tốt của thủ thành Sơn Cao Kỳ. Lại là một trận đấu đầy hấp dẫn và kịch tính nữa được tạo ra. Đây là cặp đấu thứ 6 nằm trong vòng 1-8 của mùa giải năm nay. Buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng
để xác định hai chiếc vé đi tiếp ở loạt trận tứ kết của mùa giải năm nay. Đó là cặp đấu giữa Trần Đề 1 sẽ gặp Cù Lao Dung 2 vào lúc 14 giờ chiều nay, và trận đấu tiếp theo Mỹ Xuyên 1 gặp Cù Lao Dung 1 ở trận đấu vào lúc 15 giờ. Và xử lý của Minh Phát vẫn đang là cầu thủ mang số 6. Năm chiếc vé đi tiếp đã được xác định, đó là thành phố Sóc Trăng 1, Vĩnh Châu 1, Long Phú 1. Rất nguy hiểm, và bật cao đánh đầu của Minh Phát. Cầu thủ đang chơi hay trong hành lang cánh phải của các cầu thủ ngã 5-1. Đây là đội trưởng Hoàng Thiên. Hữu Thịnh. Sự bọc lót kịp thời của các cầu thủ áo vàng. Thủng lùi về rất nhanh của Lê Quốc Kỳ. Thì có một quả phát bóng lên cho thủ thành Sơn Cao Kỳ. Hiệp 1 đang trôi về những phút cuối, và vẫn chưa có bàn thắng tiếp theo. Hữu Thịnh. Và có những sự lúng túng sau khi các cầu thủ vàng bất ngờ chém sang coi. Pha phối hợp đá biên rất nhanh của các cầu thủ Châu Thành. Cú đá cuối cùng không ai khác, đó là Thạch Thái Tú. Một cơ hội rất tốt để cho cầu thủ màu số 9 có thể mang về bàn thắng thứ hai. Pha điểm bóng cẩn thận. Hoàng Thiên. Đường chuyền rất hay của Hoàng Thiên cho Thái Tú. Nhưng Fiso, đội trưởng Hải Đăng của ngã 5-1 cũng đã đọc được ý đồ. Chuyền bóng của Sơn Hoàng Thiên. Đây là Sơn Hoàng Thiên, đội trưởng của Châu Thành 2. Và leo lên rất nhanh. Đường chuyền tiếp tục hướng đến vị trí của Bivo Thái Tú. Quả tạt của Sơn Hoàng Thiên. Cơ hội. Liên tiếp là những quả tạt hướng đến vị trí của Thái Tú, nhưng đây là pha phản công của ngã năm. Cơ hội cho Hữu Thịnh. Rất nguy hiểm. Cuối cùng thì thủ thành Sơn Cao Kỳ cũng đã ôm gọn được bóng. Thái Tú vẫn không thể chiến thắng được đội trưởng Hải Đăng. Phản công. Nỗ lực của Hữu Thịnh đã giúp cho các thủ đỏ được hưởng một quả đá biên. Và bên trong đang là Thiên Phúc. Thứ hai, trận đấu nằm trong khuôn khổ vòng đấu 1/8 của giải bóng đá nhi đồng trên cúp truyền hình Sóc Trăng lần thứ 6 năm 2024. Và sau khi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì cả Châu Thành 2 và ngã 5-1
đều đã hòa nhau với hai bàn thắng đầu tiên của các cầu thủ ngã 5-1, tình huống bắt bóng không tốt của thủ thành Cao Kỳ, và sau đó thì Bi Bộ Thái Tú đã mang về bàn gỡ cho các cầu thủ áo vàng. Ở hiệp 2 này thì các cầu thủ Châu Thành 2 sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta, vẫn là trong trang phục sắc vàng. Trong khi đó thì các thủ ngã 5-1 sẽ bảo vệ hướng cầu môn ngược lại trong trang phục áo đỏ, quần đỏ. Quốc Bảo. Một cơn mưa đã xuất hiện ở trận đấu giữa Châu Thành 2 và ngã 5-1. Đây là trận đấu thứ 6 nằm trong khuôn khổ vòng đấu 1-8. Năm chiếc vé đầu tiên đã được xác định và chiếc vé thứ 6 vẫn đang chờ đợi Châu Thành 2 và ngã 5-1. Một thế trận cân bằng đã được hai đội tạo ra. Và chúng ta hãy cùng chờ xem bất ngờ của hiệp 2 này sẽ được bên nào tạo ra đây. Nếu như hòa nhau thì hai đội sẽ tiếp tục bước vào loạt đấu súng. Ở trận đấu trước đó diễn ra sáng nay thì chúng ta đã được chứng kiến một trận đấu đầy hấp dẫn và kịch tính. Hòa nhau trên hai hiệp. Đó là cú đá rất nguy hiểm. Cú đá của Nguyễn Quốc Bảo. À là phải của Châu Thành 1 trong trận đấu này. Cú đá rất quyết đoán. Hoàng Thiên, cầu thủ nhỏ nhắn nhưng chơi rất chững chạc trong đội hình của Châu Thành 2. Cơ hội. Và can thiệp kịp thời của đội trưởng Hải Đăng. Đây là trận đấu loại trực tiếp nên chắc chắn sẽ rất căng thẳng và kịch tính ở những phút cuối. Tất nhiên là không cầu thủ nhí nào của chúng ta muốn rời giải cả. Và lên bóng của các thủ ngã 5. Tình huống tranh chấp giữa hai cầu thủ mang áo số 4 trên sân hiện tại, đó là Quốc Bảo của Châu Thành 2 và Minh Đạt của ngã 5-1. Quả tạt cho Trần Minh Đạt của ngã 5. Rất nhiều kịch tính và thú vị đã được diễn ra ở vòng đấu 1-8 năm nay. Cơ hội. Lại là tình huống bắt bóng không tốt của thủ thành Cao Kỳ. Suýt chút nữa nó đã phải trả giá với bàn thua. Và ập vào là của Trần Minh Đạt. Đây là Minh Đạt. Đường truyền cho Thiên Phúc hơi sâu. Ở trận đấu đầu tiên của vòng 1-8 mùa giải năm nay, đó là trận đấu của hai người láng giềng, thành phố Sóc Trăng 1 gặp thành phố Sóc Trăng 2. Và chiến thắng 4-3 ở trận derby thành phố Sóc Trăng thuộc về đại diện Sóc Trăng 1. Sau đó thì Mỹ Tu 1 dù đã giành chiến thắng với bàn mở tỷ số đầu tiên trước Vĩnh Châu, nhưng sau đó đã để cho đại diện của Vĩnh Châu 1 có màn lội ngược dòng ấn tượng 3-2. Còn với trận đấu giữa Long Phú 1 và Vĩnh Châu 2 thì Long Phú 1 đã cho thấy sức mạnh của mình với vị trí thứ 3 của mùa giải năm ngoái, và Long Phú 1 vẫn giữ phong độ rất tốt. Họ lên bóng của ngã 5. Đó là tình huống phạm lỗi của Quốc Bảo, và nó đã khiến cho cầu thủ mang áo số 4 phải nhận thẻ vàng. Một tình huống phạm lỗi bắt buộc.
tiếp tục là cuộc va chạm nữa giữa hai cầu thủ màu áo số 4. Nỗ lực vừa rồi đã khiến cho Trần Minh Đạt đang gặp phải chấn thương. Tuy nhiên nó cũng không quá lớn và Minh Đạt vẫn tiếp tục có thể thi đấu. Nỗ lực kiên cường của những cầu thủ nhí của chúng ta rất đáng khen ngợi tinh thần thi đấu. Đây sẽ là tình huống phối hợp đá phạt của các cầu thủ ngã năm. Sơn Hoàng Thiên đang theo rất sát đối với Trần Minh Đạt. Bên trong đó là Quốc Bảo đang theo sát Bivo Thiên Phúc. Tuy nhiên thì các cầu thủ ngã năm vẫn đang dư người. Đường diện cho Hải Đăng. Pha phối hợp rất hay của các cầu thủ áo đỏ. Với việc đứng hai hàng rào hai người thì các thủ Châu Thành rõ ràng đang thiếu quân ở tình huống đá phạt vừa rồi. Và đội trưởng Nguyễn Hải Đăng đã chớp thời cơ rất nhanh. Đáng tiếc là cú dứt điểm không thành công của cầu thủ màu số 3. Một miếng đánh rất hay từ quả đá phạt của các cầu thủ ngã 5-1. Quốc Kỳ quả treo bóng. Tỷ số vẫn đang là 1-1 và đang được chia đều cho cả hai. Pha đi bóng của Minh Phát. Cơ hội. Lần này nó thuộc là Thiên Phúc, tuy nhiên vẫn còn. Cơ hội bất ngờ xuất hiện cho Bivo Thiên Phúc với một quả căng ngang rất hay của Minh Phát. Nếu như là một cú đá trúng bóng thì nhiều khả năng các thủ ngã 5-1 sẽ vượt lên. Sự quyết liệt của các cầu thủ nhí một lần nữa phải khiến cho trọng tài phải nhắc nhở. Và như vậy đó là một quả đá phạt góc thành công. Đó là một quả đá phạt góc chứ không phải là một quả đá biên. Bàn thắng đã thuộc về các cầu thủ ngã năm, đó là Trần Minh Đạt. Một pha ăn mừng rất ngẫu hứng của cầu thủ mang số 6. Bàn thắng đến rất bất ngờ từ một quả đá phạt góc của các cầu thủ áo đỏ. Tỷ số đã được nâng lên 2-1 cho ngã 5-1. Bây giờ thì các cầu thủ Châu Thành 2 tiếp tục phải rượt đuổi. Và chúng ta cùng chờ xem Bivo Thạch Thái Thú có một lần nữa có thể mang về bàn thắng thứ hai, mang về bàn thắng quân bình tỷ số cho Châu Thành hay không. Quả tạt của Quốc Bảo. Sau khi ghi bàn thắng thì Trần Minh Đạt cũng đã rời sân để nhường vị trí cho Hữu Thịnh. Và đi bóng của Thái Tú. Và can thiệp kịp thời của Hữu Thịnh. Sau thời gian nghỉ ngơi thì Hữu Thịnh đã được tung vào sân trở lại. Thời gian vẫn còn nhiều cho những nỗ lực của Châu Thành. Quả đá biên cho đội trưởng Sơn Hoàng Thiên. Tình huống lấy bóng của Thiên Phúc. Cơ hội. Lần này thì thủ môn Cao Kỳ đã chơi hay. Một pha cản phá bàn chân của thủ thành máu số 1 bên phía Châu Thành. Sau nỗ lực dứt điểm của Trần Lê Thiên Phúc. Á
áp lực đã được các thủ ngã 5-1 đẩy lên cao. Rõ ràng sau khi có được bàn thắng vượt lên thì tinh thần thi đấu của các thủ ngã 5-1 đang lên rất cao. Minh Phát cú đá từ rất xa, nhưng thủ thành Cao Kỳ vẫn làm chủ được tình hình. Cách biệt một lần nữa đã được các thủ ngã năm duy trì. Gánh nặng sẽ được đè lên đôi vai của Bivo Thái Tú. Ngồi nổ chính của các thủ Châu Thành ở trận đấu này. Hoàng Thiên cũng đã dâng cao. Đây là điều hiển nhiên sau khi các thủ Châu Thành để cho đối thủ vượt lên. Đây là đội trưởng Sơn Quang Thiên. Đường chuyền cho Thái Tú. Sau khi Hoàng Thiên dâng cao thì thủ tài cũng đã được tung vào sân để lắp vào vị trí phi sô. Trời mưa khiến cho bóng rất trơn và phải tốn nhiều nhịp thì các cầu thủ nhí của chúng ta mới có thể khống chế thành công. Một nửa thời gian của hiệp 2 đã trôi qua. Thủ tài Hoàng Thiên và Minh Phát. Hai bàn thắng của các cầu thủ ngã năm đều đến từ quả đá phạt góc. Những tình huống cố định đã được các thủ áo đỏ tận dụng rất tốt. Và các bóng là của Hữu Thịnh. Lợi thế chỉ là một bàn thôi, nhưng nó là đủ để giúp cho các thủ ngã năm có được tấm vé thứ 6 có mặt ở vòng tứ kết sẽ diễn ra vào thứ 7 tuần sau. Những nỗ lực dứt điểm từ rất xa của các thủ áo đỏ và nó liên tục được thực hiện bởi Thiên Phúc và Minh Phát. Thời gian đang ủng hộ cho các thủ ngã năm. Quả tạt của Sơn Quang Thiên, pha bật cao đánh đầu chính xác và giải nguy đó là của à là trái Minh Phát. Phản công! Một cú đá rất đáng tiếc của Trần Minh Đạt. Cầu thủ vừa vào sân để thay thế cho Bivo Thiên Phúc. Ngay lập tức có cơ hội. Phản công! Người bỏ lỡ cho Châu Thành đó là Nguyễn Quốc Bảo. Một cơ hội rất tốt để cho cầu thủ áo số 4 có thể mang về bàn gỡ. Ngày hôm qua thì Châu Thành 1 đã để thua trên những loạt đá luân lưu trước Thành Trị 2. Đại diện duy nhất của Châu Thành còn lại đó là Châu Thành 2. Và các cầu thủ áo vàng cũng đang bị thiệt về mặt tỷ số trước đối thủ ngã năm rất nguy hiểm. Một quả đá biên được dành cho các thủ ngã năm. Thủ Thịnh bóng đã được giải nguy, phản công cho Châu Thành 2. Đây là Thạch Thái Tú.
Minh Đạt, đây là Hữu Thịnh, luôn lấy bóng hay của Cao Kỳ. Quốc Bảo, bên trong là Thái Tú. Quốc Bảo, một cú đá rất quyết đoán của ala phải của Châu Thành hay. Và cú đá đã giúp cho các thủ áo vàng có được một quả đá phạt góc. Những áp lực cần thiết đang được các cầu thủ Châu Thành thể hiện. Quốc Bảo, tình huống can thiệp tốt của Quốc Kỳ. Cơ hội! Lần này thì các cầu thủ vàng đã thành công. Cú đá thuộc về cầu thủ Lê Quốc Kỳ, người đã lấy bóng thành công. Và sau đó cú đá rất căng đã mang về bàn thắng thứ hai. Thế trận một lần nữa được các cầu thủ Châu Thành đưa về vạch xuất phát. Rất hay, nỗ lực không biết mệt mỏi đã giúp cho Châu Thành có được bàn gỡ. Một trận đấu rất hay và kịch tính. Hoàng Thiên đã biên cho ngã 5-1. Cục diện của trận đấu đã thay đổi liên tục. Rất nguy hiểm. Cơ hội! Những phút thi đấu cuối rất hay của các cầu thủ Châu Thành. Và niềm vui đã vỡ hòa cho các khán giả của Châu Thành. Một quả phát bóng rất hay của thủ thành Sơn Cao Kỳ. Và nó khiến cho thủ môn Hoàng Gia phải lúng túng trong pha bắt bóng. Đó là cơ hội để cho Thạch Thái Đấu mang về cú đúp cho riêng mình. Và là bàn thắng thứ ba cho các cầu thủ Châu Thành hai. Võ đã đổi chiều rất nhanh. Và cảm xúc cũng được thay đổi liên tục. Giờ đây niềm vui đã thuộc về các cầu thủ Châu Thành hai. Dù thời gian là vẫn còn. Chúng ta cùng chờ đợi ngã năm sẽ thi đấu như thế nào ở những phút tiếp theo đây. Đây là Thạch Thái Tú. Quốc Bảo. Đây là Cao Kỳ. Vẫn còn thời gian cho ngã năm. Thiên Phú. Đã có những tình huống nóng vội từ các cầu thủ áo đỏ. Và vừa rồi là cú đá của Thiên Phúc. Cơ hội nữa cho Thạch Thái Tú. Tình huống lùi về can thiệp kịp thời của đội trưởng Hải Đăng. Những phút đấu quá hồi hộp và kịch tính. Quả tạt. Tình huống can thiệp của Trần Minh Đạt. Quả tạt. Một trận đấu rất hay của các thủ Châu Thành. Hai lần để cho đối phương vượt lên dẫn trước. Nhưng các cầu thủ nhí vẫn thi đấu đầy bản lĩnh. Phản công, đây là Minh Phát. Và đi bóng rất hay của cầu thủ mang số 6. Nhưng không thể vượt qua đội trưởng Sơn Hoàng Thiên. Một cầu thủ nhỏ nhắn nhưng chơi rất chất lượng trong hàng phòng ngự của Châu Thành 2. Rất hồi hộp. Những phút thi đấu đầy nghẹt thở đang được tạo ra bởi các cầu thủ Châu Thành 2 và ngã 5-1. Đang có rất đông các khán giả đang cổ vũ. Các phụ huynh đang có mặt trên sân để cổ vũ cho cả hai đội. Tấm vé đi tiếp vào tứ kết đang đến rất gần với Châu Thành. Tuy nhiên thời gian vẫn còn đủ cho ngã năm Minh Phát. Đã không còn được sự tỉnh táo cần thiết nữa. Cú đá xa của Minh Phát cho thấy điều đó. Và đi bóng hay của Thạch Thái Tú, cơ hội cho các thủ Châu Thành.
Hải Tú không thể vượt qua được chốt chặn cuối cùng, đó là phi sô đội trưởng Hải Đăng. Những nỗ lực của cầu thủ áo số 9 cũng mang về một quả đá phạt góc. Cao Kỳ! Và như vậy đó là dường như là dấu chấm hết cho các cầu thủ Nga đó. Một cú đúp bàn thắng của Cao Kỳ. Không, đó là Quốc Kỳ, Lê Quốc Kỳ đã ở góc hẹp. Và nó đã đánh bại thủ thành Nguyễn Hoàng Gia để nâng tỷ số lên 4-2. Một chiến thắng, một cuộc lội ngược dòng đầy ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Trương Minh Tân. Chiếc vé thứ 6 đi tiếp vào tứ kết thuộc về các cầu thủ Châu Thành 2. Xin được chúc mừng. Trong khi đó cũng phải nói là một trận đấu đã quá hay rồi của các cầu thủ Nga Năm. Luôn có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Nhưng các cầu thủ Nga Năm đã không giữ được lợi thế của mình. Và đường nhìn đối thủ giành tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Và buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá nhi đồng trên cúp truyền hình Sóc Trăng lần thứ 6 năm 2024 của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bạn đã luôn đồng hành, quan tâm theo dõi giải bóng đá của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào lúc 14 giờ chiều nay với cặp đấu Trần Đề 1 sẽ gặp Cù Lao Dung 2.